Trước đây, khi muốn đem tính năng massage lên những cái xe phổ thông thì chúng ta thường hay nghĩ tới cái việc là độ lại ghế. Nhưng bây giờ thì mọi thứ đã đơn giản hơn rất nhiều nhờ chiếc đệm massage lưng Kingtech KC300 này. Mình cũng đã từng nghĩ tới việc là độ lại ghế cho chiếc Xpander mà mình đang chạy, nhưng ngại cái là chi phí giá khá cao. Mình có tham khảo ở một số những cái gara mà chuyên độ xe ấy, thì họ báo giá có chỗ là 10 triệu, có chỗ là 15 triệu hay thậm chí có những chỗ là 30 triệu. Và giải pháp của mình là chiếc đệm massage lưng Kingtech giá chỉ có hơn 1 triệu thôi, mà cách lắp đặt thì cực kỳ đơn giản. Chúng ta chỉ cần đặt lên ghế, sau đó kết nối vào cổng tàu trên xe, như thế là xong. Cũng chính vì cái sự lắp đặt đơn giản đó nên là mình không chỉ sử dụng cho ghế lái mà mình có thể luân chuyển cho các thành viên trên xe sử dụng trong những cái chuyến hành trình dài. Về mặt thiết kế thì các bạn sẽ thấy ở phía trước sẽ có một cái miếng da PU, thì nó sẽ giúp cho cái việc bảo quản cũng như là vệ sinh được dễ dàng hơn. Nhưng cái công dụng chính của nó là giúp giảm cái lực tác động từ những cái đầu massage vào lưng của chúng ta, nếu mà chúng ta thích cái cảm giác massage nó nhẹ nhàng. Và tất nhiên cái miếng da này nó cũng có khóa kéo, nên là khi chúng ta muốn tháo ra hay lắp vào cũng rất là dễ dàng. Phía dưới lớp da PU là lớp vải lưới mét giúp thoáng khí hơn trong cái quá trình mà chúng ta sử dụng. Khi bật máy lên thì các bạn cũng có thể nhìn rõ được những cái điểm massage hoạt động như thế nào. Và chúng cũng được trang bị thêm tính năng nhiệt hồng ngoại để tăng cường hiệu quả, làm giảm mệt mỏi một cách nhanh chóng hơn. Trên đỉnh chỗ logo Kingtech là quai sách để bạn có thể di chuyển đệm một cách dễ dàng. Phía sau sẽ có một cái dây để cố định vào ghế được chắc chắn hơn và hai phím bấm để sử dụng. Cách sử dụng thì rất là đơn giản thôi. Đầu tiên thì chúng ta sẽ kết nối với nguồn điện. Thì trong hộp sản phẩm sẽ có hai cục nguồn, một cục tẩu để chúng ta gắn trên ô tô và một cục nguồn để chúng ta gắn trên điện lưới thông thường. Sau khi mà chúng ta đã kết nối nguồn điện ấy, thì các bạn hãy đưa tay về phía sau, về phím nút nguồn. Chúng ta bấm nút nguồn một cái là cái đệm này nó sẽ lập tức được hoạt động. Thì khi hoạt động nó sẽ vừa kết hợp cái chức năng là massage, vừa kết hợp cái tính năng đó là nhiệt hồng ngoại. Để mà chúng ta tắt cái nhiệt hồng ngoại này đi thì chúng ta bấm nút nguồn thêm một lần nữa. Còn bấm vào phím mở là để thay đổi chế độ massage. Thì trên cái đệm massage Kingtech KC300 này nó sẽ có hai chế độ massage khác nhau. Tuy nhiên các bạn không nhất thiết là phải bấm vào phím mở, bởi vì cứ sau 1 phút là cái đệm này nó cũng sẽ tự động chuyển đổi chế độ massage. Còn nếu mà các bạn muốn tắt cái đệm này đi thì các bạn phải bấm giữ vào nút nguồn, hoặc là các bạn cứ để như thế, sau 15 phút là cái đệm này nó cũng sẽ tự động tắt theo. Tất nhiên là sản phẩm nào nó cũng sẽ đều có những cái ưu nhược điểm khác nhau, và đây là những cái thứ mà mình cảm nhận được sau khoảng 1 tuần sử dụng. Đầu tiên nói về ưu điểm đi, thì nó có ưu điểm đầu tiên đó chính là cái sự gọn nhẹ, nên là mình có thể đem đi nhiều nơi, đem lên ô tô, để ở văn phòng, hay là kể cả là đem đi du lịch thì cũng không gặp quá nhiều những cái khó khăn, không gặp quá nhiều những cái trở ngại. Ưu điểm thứ hai đó là giá rẻ. Thì mình mua cái đệm này với cái giá chỉ có 1.250.000 thôi, nhưng mà bây giờ mình check lại thì đâu đó giá tầm 1.300.000. Thì mình thấy với cái mức giá này nó cũng là một trong những cái đệm mà có giá rẻ nhất ở trên thị trường hiện nay. Tiếp theo nữa đó là cái thiết kế thông minh này. Khi mình sử dụng ấy thì mình thấy là gần như toàn bộ những cái điểm massage này nó sẽ tác động trực tiếp vào những cái vùng mà hay bị đau mỏi nhất. Nên là sau khi sử dụng đâu đó tầm khoảng 5 phút hoặc là 10 phút kết hợp với cái chế độ nhiệt hồng ngoại thì là cái lưng của mình nó đã giảm đau mỏi đi rất là nhiều, và gần như là rất ít khi mình phải sử dụng đến tới 15 phút. Một ưu điểm nữa đó là độ ồn thấp. Thì cái này mình không thể đo chính xác nó là bao nhiêu decibel, nhưng bằng cái tai mình cảm nhận thông thường ấy, thì khi mà cái đệm này nó hoạt động, nó sẽ tương đương với cái quạt gió ở trên laptop của mình khi mà render video. Thì với cái mức ồn như này thì mình vẫn hoàn toàn chấp nhận được, bởi vì cái công việc của mình là edit video hàng ngày mà, nên là cái việc mà cái quạt gió nó quay ấy, thì mình đã khá là quen rồi. Tuy nhiên nếu mà những ai mà ở trong những không gian mà cực kỳ yên tĩnh thì có thể là các bạn sẽ hơi khó chịu về cái độ ồn này. Một ưu điểm nữa mà mình cũng đã chia sẻ với các bạn lúc trước đó là cái đệm massage Kingtech KC300 này nó được trang bị hai cái nguồn khác nhau. Một cái là cổng tẩu để chúng ta gắn trên xe ô tô, còn một cái là để chúng ta gắn vào nguồn điện lưới ở trong nhà của chúng ta. Nó được trang bị tính năng nhiệt hồng ngoại. Như các bạn nào hay sử dụng những cái máy massage rồi thì các bạn sẽ biết cái nhiệt hồng ngoại này nó sẽ giúp lưu thông máu nhanh hơn, giúp làm giảm đau mỏi lưng các thứ nhanh chóng hơn. Thì đấy là những cái ưu điểm mà mình cảm nhận được. Nếu mà bạn muốn nhận cái đệm này miễn phí thì có thể tham gia cái chương trình giveaway hàng tháng của Kingtech. Cái nhiệm vụ của các bạn rất đơn giản, chỉ là theo dõi những cái trang mạng xã hội của Kingtech, sau đó chúng ta để lại cái thông tin liên lạc là xong. Nếu biết đâu may mắn chúng ta lại nhận được cái đệm này thì sao? Ngoài ra thì các bạn cũng sẽ nhận được một cái phiếu giảm giá 10% cho tất cả những cái sản phẩm của Kingtech. Thì cái đường link tham gia mình sẽ để bên dưới phần mô tả và phần ghi bình luận của video này nhé, để các bạn có thể tham gia. Và biết đâu may mắn thì nhớ quay lại để cảm ơn mình nhé. Còn nhược điểm là gì? Nhược điểm là cái đệm này nó chỉ có hai cái tính năng massage mà thôi. Như mình, hai cái tính năng là khá là ít,
Ngoài ra còn một cái điểm nữa mà mình cảm thấy khá là bất tiện khi sử dụng, đó là cái phím bấm này các bạn nhá. Thì khi mà chúng ta cầm lên như thế này bình thường thì chúng ta bấm rất dễ dàng. Nhưng mà khi mình đặt lên cái ghế ô tô của mình ấy, thì cái mặt ghế này cộng với cái lưng đệm nó sẽ kẹp sát vào nhau, và mình phải luồn tay vào, mình bấm. Đấy, thì nếu như mà Kingtech thiết kế nó ở một cái vị trí nó thuận lợi hơn, ví dụ có thể là ở bên bề mặt bên ngoài đấy chẳng hạn này, thì chúng ta sẽ không gặp phải cái tình trạng khó bấm phím như thế. Sau một thời gian sử dụng thì Quang thấy chiếc đệm mát xa lưng Kingtech KC300 này thực sự là một cái món đồ hữu ích. Nó không chỉ hữu ích cho cánh tài xế như chúng mình, mà nó còn hữu ích cho những cái đối tượng có thể là nhân viên văn phòng này, đấy, những người làm việc nặng nhọc này, hay là những người già yếu. Thì chúng ta có thể tranh thủ sử dụng cái đệm này 5-10 phút khi mà chúng ta bị đau lưng, thì nó sẽ làm giảm cái cơn đau lưng đi rất là nhiều, và chúng ta lại có một cái khoảng thời gian tiếp sau đó hoạt động thoải mái hơn và hiệu quả hơn. Thì như cái cách sử dụng của mình ấy, bình thường khi mà mình xác định là hôm nay mình đi đâu xa khoảng độ tầm 100-200 cây này, thì mình sẽ xách cái đệm này lên. Thì chúng ta sẽ xách nó vào đây, nó có một cái lỗ xách rất là nhẹ nhàng chỗ này. Mình mang lên xe, mình đặt, và mình đặt ở trên ghế lái hay là mình đặt ở trên ghế phụ. Còn bình thường thì mình sẽ đặt ở trên cái ghế làm việc của mình ở nhà. Bởi vì là cái ghế làm việc của mình ngồi ở nhà, nó sẽ là cái vật dụng mà mình sử dụng thường xuyên hơn. Thì cứ khi nào mà cảm thấy là đau mỏi lưng thì mình sẽ bật cái đệm massage này lên 5-10 phút. Nó sẽ giúp cho cái lưng của mình thoải mái hơn, và mình lại tiếp tục công việc một cách hiệu quả hơn và năng suất hơn. Nếu mà các bạn có thêm bất kỳ những cái thắc mắc gì về chiếc đệm massage Kingtech KC300 này, thì các bạn cứ bình luận xuống bên dưới nhé, để Quang có thể chia sẻ và giải đáp cho các bạn.